Và đây là độ sáng cao nhất, 2.800 lumen, thật sự rất là rực rỡ. Đây tắt đi này, 2.800 lumen, một cái độ sáng phải gọi là rất ấn tượng. Tuy nhiên là đèn cũng nóng rất là nhanh. Đây mình cầm một chút thôi mà cái đầu đèn bây giờ nó nóng rất là khủng khiếp rồi. Ra mắt lần đầu vào năm 2019 và cũng là mẫu đèn pin đầu tiên của Phoenix sử dụng pin sạc 2700 thì PD36R đã nhanh chóng trở thành best seller của hãng này. Phoenix PD36R là một cái đèn pin rất là toàn diện và cân bằng giữa nhiều yếu tố như là độ sáng cao tầm 1600 lumen, thời lượng sáng lâu, nhiều cái viên pin sạc 2700 có dung lượng cao. Cây này thì rất là dễ sử dụng và đặc biệt nó bền bỉ và ổn định. Cho tới hiện tại tức là năm 2022 thì Phoenix vẫn tiếp tục sản xuất cái mẫu PD36R này đủ để cho thấy cái độ hot của nó. Và tất nhiên là trong 3 năm qua thì Phoenix cũng đem tới cho khách hàng các phiên bản nâng cấp dựa trên cái mẫu PD36R này. Chẳng hạn như là chúng ta đã có Phoenix PD36 Tactical với độ sáng cao 3000 lumen, sử dụng cái công tắc tác chiến xoay của Phoenix TK11 Tactical. Còn gần đây nhất là chúng ta đã có thêm Phoenix PD36R Pro. Đây là một cái cây đèn được kết hợp giữa cái kích thước nhỏ gọn thực dụng của PD36R và cái cụm công tắc đuôi kép tác chiến rất là nổi tiếng của Phoenix TK16 V2. Cái sự kết hợp này đem tới một cái trải nghiệm sử dụng tuyệt vời mà rất là ít mẫu đèn nào có thể đem lại được. Và Phoenix PD36R Pro là một cái mẫu đèn pin đáp ứng rất là tốt những cái nhu cầu chiếu sáng thông thường hàng ngày, cũng như là cho chúng ta cái khả năng phản ứng nhanh và chính xác trong những cái tình huống khẩn cấp như kiểu là tự vệ hay là các hoạt động tác chiến. Và trong video này thì chúng ta sẽ đi sâu vào đánh giá kỹ hơn về cái mẫu PD36R Pro này. Trước hết thì mình nói qua về giá bán thì cái cây Phoenix PD36R Pro này đang được bán tại Bisu với giá là 2.890.000 với cái chế độ bảo hành 5 năm chính hãng. Và khi mua đèn thì chúng ta sẽ có chọn bộ sản phẩm bao gồm một cái thân đèn này, một viên pin sạc 2700 có dung lượng là 5.000 mAh, một sợi cáp sạc Type-C, một bao đựng đèn, dây đeo tay, gioăng cao su để mà sơ cua và một tờ hướng dẫn sử dụng. Phoenix PD36R Pro có một cái cấu hình cơ bản. Đầu tiên đó là nó sử dụng bóng LED Luminous SFT70 cho cái độ sáng tối đa tới 2.800 lumen và chiều sao vượt trội tới 380 m. Để mà so sánh thì cái bản PD36R đầu tiên chỉ sáng có 1.600 lumen với LED SFT40 và chiều xa 280 m. Đèn sẽ có tổng cộng là 5 mức sáng và một chế độ nháy chớp. Nó sử dụng pin sạc 2700 hoặc là các bạn cũng có thể dùng pin 18650 thông qua cái cục adapter này của Phoenix. Trên thân đèn cũng được trang bị cổng sạc Type-C như cái PD36R phiên bản đầu tiên. Thân đèn thì được làm hoàn toàn bằng hợp kim nhôm A6061T6 được ứng dụng cả trong ngành hàng không, thế nên là nó rất là cứng cáp và bền bỉ. Đèn có khả năng chịu va đập ở độ cao 1 m và khả năng chống nước cao nhất là IP68. Về thiết kế thì chúng ta có thể thấy là PD36R Pro nó mang phần lớn cái DNA của phiên bản PD36R đầu tiên. Nếu mà đặt cạnh nhau thì các bạn có thể thấy là hai cái mẫu này nó cũng không có nhiều sự khác biệt quá là lớn. Và cái việc sử dụng lại cái thiết kế của bản PD36R đầu tiên này thì nó giúp hãng có thể tiết kiệm được chi phí nghiên cứu và thiết kế lại từ đầu, và nó lại tránh được những cái rủi ro và những cái lỗi ngoài ý muốn khi mà chúng ta phát triển một mẫu đèn mới hoàn toàn. Phoenix PD36R Pro thì thuộc phân khúc là đèn pin cầm tay cỡ trung, kích thước của nó có thể bỏ túi và mang theo hàng ngày được. Cái kích thước tổng thể của nó đó là 145 mm chiều dài, đường kính thân đèn là 25,7 mm và đường kính đầu đèn là 26,5 mm. Trọng lượng của cây này nó rơi vào khoảng 170 g đã tính ở viên pin. Ưu điểm của cái thiết kế đèn pin dạng như này đó là cái đầu đèn của nó có đường kính cân bằng với thân, thế nên là bỏ túi cũng không bị cộm hay là bị cấn. Và đây cũng là một cái mấu chốt tạo nên cái giá trị của cái cây Phoenix PD36R Pro này. Đây là Phoenix TK16 V2, một cái mẫu đèn pin tác chiến bán rất là chạy của Phoenix trong suốt hơn một năm qua. Chủ yếu là nó đến từ cái cụm công tắc kép này, có thể phản ứng và thao tác rất là nhanh bằng một tay. Thế nhưng cái cây Phoenix TK16 V2 này lại có cái đầu đèn to tới 34 mm, thế nên là nó không quá lý tưởng để mà mang theo dùng hàng ngày nếu mà các bạn muốn bỏ vào túi quần. Và cái đầu đèn to tới 34 mm này cũng giúp TK16 V2 có một khả năng chiếu xa khá là tốt tới 380 m theo thông số, và cái khả năng tản nhiệt của nó cũng rất là ok. Phoenix PD36R đời đầu thì có cái ưu điểm là đèn khá là nhỏ gọn và cân bằng, có thể bỏ túi được mà không bị cộm cấn hay là quá nặng nề. Tuy nhiên là cái thiết kế điển hình với một cái công tắc chính ở đuôi và một cái công tắc phụ ở trên thân này thì nó tiện để mà sử dụng cho những cái mục đích chiếu sáng thông thường. Tuy nhiên là nó lại không tối ưu lắm về cái khả năng thao tác và phản ứng nhanh bằng một tay. Và Phoenix đã quyết định là kết hợp cả ưu điểm của hai cái mẫu đèn này, và kết quả là chúng ta có một cái đèn pin vừa đủ nhỏ gọn để mà mang theo sử dụng hàng ngày và lại được tối ưu cho cái khả năng thao tác và phản ứng rất là nhanh chỉ bằng một tay.
Chưa kể đến việc là Fenix PD36R Pro được trang bị con led Luminous SFT70. Đây là một cái con led được tối ưu về cái khả năng chiếu xa rất là tốt. Cái đầu đèn của nó các bạn thấy là nó nhỏ hơn TK16V2 rất là nhiều, nhưng mà theo thông số thì khả năng chiếu xa của hai cái này là như nhau, tức là 380m. Thì cái sự khác biệt này chủ yếu là nó đến từ cái con led thôi. Các bạn có thể thấy là Fenix TK16V2 là sử dụng led SFT70, còn cái này là SFT70. Về cơ bản thì hai con led này mình cho chúng là một. Tuy nhiên cái sự khác biệt ở đây đó là cái con led SFT70 này, các bạn có thể thấy là ở cái nhân led của nó sẽ có một cái dome, một cái khối silicon hình cầu, thế nên là ánh sáng của nó sẽ được tỏa ra. Còn cái con SFT70, nó chính là cái con SFT70 này, nhưng mà nó được loại bỏ cái khối silicon này đi, thế nên là cái ánh sáng của nó được làm tập trung hơn rất là nhiều. Điều này đã lý giải cho cái việc tại sao Fenix PD36R Pro có cái đầu đèn nó nhỏ tới hơn khoảng 22% so với TK16V2, nhưng mà cái khả năng chiếu xa lại tương đương. Thật sự thì mình thấy là cái sự ra đời của cây Fenix PD36R Pro này thì nó sẽ làm sụt giảm cái doanh số rất là nghiêm trọng của cây Fenix TK16V2 bởi các lý do trên. Cái cây Fenix TK16V2 này thì hiện tại là chỉ có một ưu điểm so với cái cây này, đó là cái đầu đèn của nó to và dày hơn, thế nên là cái khả năng tản nhiệt và duy trì cái độ sáng cao của nó sẽ tốt hơn cái cây PD36R Pro này. Chưa kể thì cái cây TK16V2 này cũng là mẫu cũ rồi, thế nên là giá bán của nó rất là tốt, mà là bây giờ các bạn lại còn được khuyến mãi tặng kèm theo một cái cây đèn pin móc khóa Fenix E02R với cái trị giá là gần 600.000. Cho nên là mình cho cái cây TK16V2 này vẫn là một cái sự lựa chọn rất là sáng giá ở cái thời điểm hiện tại. Fenix PD36R Pro thì có một cái chất lượng hoàn thiện rất là tốt và tinh xảo đến từng cái chi tiết nhỏ nhất. Thì mình thường để ý đến thứ nhất là cái các rãnh tản nhiệt ở đầu đèn như này. Các mẫu đèn pin giá rẻ thì chất lượng hoàn thiện của nó không được tốt, và khi mà sờ vào các rãnh này này, các bạn sẽ thấy một cái cảm giác kiểu nó sắc nhọn và nó hơi gợn gợn. Nhưng mà với đèn pin của Fenix thì chưa bao giờ nó có cái hiện tượng đấy cả. Kể cả chúng ta sờ tay vào đây thì cũng thấy là cảm giác nó rất là mịn, được hoàn thiện rất tốt và tinh xảo. Thân đèn của cây này được làm rất là dày dặn để có thể chịu được va đập tốt. Và cái cây PD36R Pro này thì nó sẽ tháo đuôi để mà thay pin, chứ không phải là tháo đầu như PD36R đời đầu. Các bạn có thể thấy là gen vặn được làm rất là sạch sẽ. Và đây là gen dạng vuông, nó cho cái độ bền tốt hơn cái gen dạng tam giác rất là nhiều. Cái gen này của Fenix cũng được mạ anodize, thế nên là cái cảm giác vặn của nó này rất là trơn tru và không hề có cái cảm giác kiểu gợn gợn, kiểu bị ăn mòn. Ở đây là nó sẽ có một cái gioăng cao su để đảm bảo cho cái khả năng kín nước của cái đèn. Có thể thấy là cái tiếp xúc cực dương của cây đèn này thì nó được làm dạng phẳng và nó được thiết kế để chỉ có thể sử dụng được pin sạc đầu lồi thôi, tức là cái cực dương được làm lồi lên như này. Còn có loại pin mà đầu phẳng thì lắp vào nó sẽ không thể nào mà sáng được. Còn tiếp xúc cực âm ở đuôi đèn là một cái lò xo rất là dày dặn và cứng cáp, nó được mạ vàng để mà giảm thiểu tối đa cái nội trở để tối ưu cái hiệu suất của cây đèn. PD36R Pro thì dùng pin 21700 cho một cái khả năng hoạt động từ 3 cho tới 42 tiếng tùy mức sáng. Và cái viên pin đi kèm của dung lượng là 5000 mAh, đây có thể coi là dung lượng cao nhất của cái loại pin này hiện tại. Trên thân thì sẽ có sẵn một cái clip cài túi, và cái loại này là một chiều. Nó không phải là clip cài hai chiều như trên PD36R đời đầu. Thì mình thấy là cái loại một chiều này nhìn nó gọn gàng hơn, nhưng mà cái độ thực dụng thì mình vẫn đánh giá cao của cái loại hai chiều này. Và nhìn như này thì các bạn có thể thấy là hai cái loại clip này nó hoàn toàn có thể gắn qua lại cho nhau được. Thế nên là mình nghĩ là mình sẽ lấy cái clip hai chiều của cây này lắp sang cái cây PD36R Pro nhìn cho nó thực dụng hơn. Với cái công tắc được làm lồi lên như này thì cái cây PD36R Pro này tất nhiên là nó sẽ không có khả năng đứng được bằng đuôi rồi. Đầu đèn là chúng ta sẽ có các vòng benzen, nhưng mà cái này làm thì nó khá là hiền lành. Và mình thấy cái mục đích chủ yếu của nó là nó sẽ chống xước cho cái mặt kính khi mà chúng ta đặt úp xuống mặt bàn như này, hoặc là kiểu khi mà bật đèn mà quên tắt, nhưng mà chúng ta để úp xuống thì cũng có thể nhìn thấy ngay, chứ nó không phải là cái vòng benzen phẳng. Nếu mà vòng benzen phẳng nó sẽ kín ánh sáng, và đặt xuống như này là không biết là đèn đang bật hay là không. Cái này được giữ nguyên một thiết kế từ PD36R đời đầu, đó chính là cái cổng sạc Type-C này, nó sẽ nằm ở ngay phía đầu đèn. Cái cổng sạc này thì được đậy bằng một cái nắp cao su, chúng ta sẽ cậy nó ra là thấy được cái cổng sạc ở bên trong. Cái cổng sạc này thì có tốc độ rất là nhanh, nó được gần khoảng 2A, thế nên là trong vòng 3 tiếng nó đã sạc đầy được cái viên pin 21700 có dung lượng là 5000 mAh. Và để khách hàng có thể yên tâm hơn khi mà sử dụng thì Fenix đã thiết kế cái cổng sạc Type-C này với cái khả năng là chống nước tận 2 lớp. Tức là trong trường hợp các bạn quên đóng cái nắp đậy cao su này thì bản thân cái cổng sạc nó cũng đã có khả năng chống nước rồi. Và cái công dụng chính của cái nắp đậy này là nó ngăn bụi và các loại tạp chất nó thâm nhập vào thôi. Lúc đầu mình cũng thắc mắc là tại sao Fenix họ lại không làm cái cổng sạc này theo kiểu thiết kế ẩn như kiểu trên Fenix TK20RV2. Tức là chúng ta xoáy một cái phần thân đèn thì nó sẽ che kín cái cổng sạc này lại. Nhưng mà sau một hồi ngồi suy ngẫm thì mình mới nhận ra là nếu mà làm như vậy thì cái phần này của cái đèn này nó sẽ to hơn rất là nhiều.
Bởi vì riêng cái áo để mà che cổng sạc đấy nó sẽ chiếm khoảng vài mm rồi. Và để làm cái kích thước của cái đèn nó không bị gọi là to ra, nó thay đổi cái thiết kế nguyên bản, thì họ vẫn quyết định là sử dụng cái nắp cổng sạc cao su này. Và cái cây Phoenix PD36R này nó bán được khoảng 3 năm nay rồi thì mình vẫn chưa nhận một cái trường hợp nào gọi là nó bị đứt cổng sạc cả. Và cái điều đó cho thấy là cái chất lượng cái nắp đậy này của Phoenix họ làm khá là tốt. Ở ngay phía dưới này là chúng ta sẽ có một cái đèn led báo pin. Cái đèn này khi mà chúng ta bật đèn lên thì nó sẽ sáng trong khoảng 3 giây. Khi mà hiển thị đèn xanh tức là pin còn đầy, còn nếu mà nó chuyển dần sang màu đỏ và nháy đỏ thì lúc đó là pin nó gần cạn rồi và các bạn nên cầm đi sạc. Và cái đèn này nó cũng sẽ báo cả dung lượng pin trong quá trình mà chúng ta sạc pin qua cái cổng Type-C này. Và cái nâng cấp giá trị nhất trên cái cây Phoenix PD36R Pro này đó chính là cái cụm công tắc kép, gồm một cái công tắc chính ở đây để mà bật và tắt đèn, và một cái công tắc phụ để có thể chuyển nhanh được các mức sáng cũng như là kích hoạt cái chế độ nhảy chốt. Thì có thể thấy là cái cụm công tắc này nó giống hệt ở trên Phoenix TK16 V2, và nói thẳng ra là nó bê thẳng từ sang luôn chứ nó cũng chả có thiết kế lại gì đâu. Như mình nói thì cái cụm công tắc kép này nó là cái lý do mà Phoenix TK16 V2 hay là Phoenix TK20R V2 bán rất là chạy. Và khi mà được trang bị lên cái cây PD36R Pro này thì cảm giác như kiểu nó là hổ mọc thêm cánh ấy. Một cái đèn đã nhỏ gọn có thể bỏ túi dùng hàng ngày được, bây giờ lại được trang bị cụm công tắc kép, nó cho một cái khả năng gọi là phản ứng cực kỳ nhanh chỉ với bằng một tay. Phoenix họ bố trí cái công tắc phụ này rất là thông minh nhé. Đây các bạn thể thấy này, nó sẽ nằm nghiêng một góc so với cái công tắc chính, thế nên là phần lớn thời gian là cái tay của chúng ta sẽ đặt ở cái công tắc chính này và nhấn rất là thoải mái, không hề có cái trường hợp là ấn công tắc chính mà nó bị ấn nhầm cả cái công tắc phụ này cả. Chỉ khi nào mà chúng ta chủ động nhấn vào thì cái công tắc phụ này nó mới phát huy được cái công dụng của nó thôi. Và cái giao diện sử dụng của cái này thì về cơ bản là nó rất là giống trên TK16 V2. Cái công tắc chính này các bạn sẽ dùng nó để mà bật và tắt đèn, và khi mà muốn bật sáng cố định, nhấn đến khi nghe tiếng click phát là đèn nó sẽ sáng cố định. Nhấn lại lần nữa để tắt đèn. Khi mà đèn đang bật, chúng ta sẽ nhấn cái công tắc phụ này một lần để chuyển qua lại giữa năm cái chế độ sáng linh hoạt của nó. Cây này nó sẽ có tổng cộng là 5 mức sáng và một chế độ nhảy chốt. Đây là cái độ sáng thấp nhất là 30 lumen, có thể sáng liên tục trong vòng 42 tiếng đồng hồ. Đây là 150 lumen, sáng được 19 tiếng. 350 lumen sáng được khoảng 8 tiếng 15 phút. Đây là 1000 lumen, có thể coi là độ sáng chính của cây này thì có thể sáng được khoảng gần 4 tiếng đồng hồ. Và đây là độ sáng cao nhất tới 2800 lumen. Đây thật sự là một cái độ sáng rất là khủng khiếp, bởi vì tay mình đang đặt ở cái khoảng cách này mà có thể cảm nhận được rất là rõ ràng cái sức nóng từ cái ánh sáng này. Nếu mà đặt gần hơn thì có thể bị bỏng. Thì đó là cách để chuyển độ sáng, đó là nhấn công tắc một lần. Còn khi mà các bạn nhấn và giữ cái công tắc này này, đây để mình thử nhé. Khoảng 1,2 giây. Chưa đến 1,2 giây đâu là nó đã kích hoạt ngay cái chế độ nhảy chốt rồi. Và nhấn lại một lần để về cái độ sáng ban đầu. Đấy là khi đèn đang bật, còn khi mà đèn đang tắt mà các bạn nhấn giữ cái công tắc phụ này thì ngay lập tức nó sẽ nháy chốt luôn. Rất là nhanh và chính xác. Thì cái chức năng này chủ yếu là nó để dùng để mà tự vệ, bởi vì cái chế độ nháy chốt này nó sẽ nháy ở 2500 lumen và nó chốt rất là gắt, thế nên là những ai mà bị cái ánh sáng này nó chiếu vào mắt ấy thì có thể bị mù tạm thời khoảng 5-10 phút hoặc là hơn, hoặc là có thể bị tổn thương thị lực vĩnh viễn đấy. Thì cái cây này tất nhiên là nó sẽ có cái chức năng, nó là nhờ cái mức sáng cuối được sử dụng. Ví dụ như ở đây mình đã bật cái độ sáng là 350 lumen đi, thì mỗi lần bật lên nó sẽ vẫn ở cái độ sáng 350 lumen đấy. Cái chức năng này nó rất là tiện lợi cho những ai mà gần như là chỉ sử dụng duy nhất là một cái mức sáng thôi, và kiểu chúng ta bật lên nó sẽ không bị nhảy loạn xạ ra các mức sáng, thì mình khá là thích cái kiểu nhớ mức sáng này. Đi sâu hơn về khả năng chiếu sáng của đèn thì đây là hệ thống quang học của PD36R Pro. Các bạn để thấy ở chính giữa của nó là một con led Luminous SFT70, và như mình trình bày thì cái con led này về cơ bản nó là cái con SFT70, nhưng mà nó được bỏ đi cái lớp dom hình cầu nên là ánh sáng có cái độ tập trung rất là cao. Cái điều này nó cũng áp dụng tương tự với SFT40, thì nó là một phiên bản được bỏ đi cái dom của SFT40 thôi. Với cái thông số chiếu xa rất là tốt tới 380 m, nhưng mà nhìn chung thì ánh sáng của đèn pin Phoenix nó vẫn có một cái xu hướng kiểu là cân bằng. Như kiểu cây này thì nó vẫn dùng tốt ở không gian hẹp như kiểu ở trong nhà, đặc biệt là ở các mức sáng từ 350 lumen đổ xuống. Thì đầu tiên là mình sẽ bật cái mức sáng 30 lumen trước ở trong nhà. Đây là một cái độ sáng mình thấy nó rất là đủ dùng ở không gian hẹp và kiểu ở trong nhà các thứ. Trên camera thì nó chỉ tái hiện được khoảng 85% thôi, chứ thực tế ở ngoài đời nó sáng hơn khá là nhiều. Mức sáng này có thể duy trì rất là lâu, dùng nó không bị chói mắt, kiểu
nhà mất điện bật thì vẫn gọi là đủ để mà sinh hoạt. Còn nếu các bạn muốn độ sáng cao hơn thì có thể lên 150 lumen. Có thể thấy là cái độ sáng này nó sáng tốt như nào. Và đây là 350 lumen. Thực ra là mình ít dùng cái độ sáng này ở trong nhà lắm, bởi vì đối với mình nó vẫn gọi là quá sáng. Nhưng mà nếu chúng ta bật để hắt trần kiểu cho một phòng to để mà mọi người sinh hoạt như kiểu phòng khách hay là phòng ăn khi mất điện thì độ sáng này khá là ok. Còn 1000 lumen thì nó thật là nó quá sáng rồi, rất là chói. Đây các bạn thể thấy. Và 2800 lumen thì khỏi bàn luôn. Cái này không ai dùng ở trong nhà cả, nó như kiểu là dùng dao mổ trâu để mà giết gà vậy. Chơi ngu thử phát nhé, nhảy chốt trong nhà xem. Rồi, quay về 30 lumen. Thì có thể nói đây là cái độ sáng mà mình dùng nhiều nhất ở cái cây này khi mà ở loanh quanh trong nhà thôi. 150. Và 100, 1000 và 2800 lumen. Một cái độ sáng rất là khủng khiếp. Còn bây giờ là chúng ta sẽ cùng thử ra ngoài trời để xem cái khả năng chiếu sáng của cây này nó bá đạo đến cỡ nào. Đầu tiên là mình sẽ bật độ sáng thấp là 30 lumen. Đây là một cái độ sáng nghe thì có vẻ thấp nhưng mà thật sự là dùng ở ngoài trời nếu mà không có nhu cầu sử dụng thì quá cao thì nó lại khá là đủ. Kiểu dùng ở tầm gần 50 mét đổ lại đi dạo loanh quanh, đặc biệt là trong những cái chuyến đi kiểu cắm trại picnic ấy. Và 30 lumen này có thể sáng liên tục được vòng 42 tiếng đồng hồ, chiếu xa 40 mét theo thông số. Đây là độ sáng thấp là 150 lumen, còn 30 lumen là eco. Mình đánh giá rất là cao cái độ sáng 150 lumen này. Các bạn có thể thấy là nó chiếu xa khá là ngon, theo thông số là 90 mét, còn thực tế khoảng 40-50 mét đổ lại chiếu rất là ổn. 150 lumen có thể sáng liên tục trong khoảng 19 tiếng đồng hồ. Và như các bạn thấy thì nếu mà kiểu dùng đi dạo loanh quanh thì chỉ cần cái độ sáng này thôi là cũng khá là dư rồi. Đây là độ sáng trung bình 350 lumen. Có thể thấy là rực rỡ hơn hẳn. Và cái ánh sáng của nó rất là đẹp. Nó gom lại tròn trịa, không bị méo và có vùng nhiễu. Chúng ta vẫn có cái vùng sáng tỏa để mà nhìn bao quát ở xung quanh. 350 lumen thì sáng được khoảng 8 tiếng theo thông số. Và đối với mình đây sẽ là một cái độ sáng chính như một cái đèn pin cỡ như này. Đây là 1000 lumen, một cái độ sáng rất là thần thánh, theo mình là vậy. Đây là một cái độ sáng mà cân được gần như đủ mọi cái hoạt động chiếu sáng ở ngoài trời. Theo thông số thì 1000 lumen cây này là được khoảng gần 4 tiếng, cụ thể là 3 tiếng 55 phút và chiếu xa tới 225 mét. Các bạn chia đôi đi thì khoảng 100 mét đổ lại là chiếu vẫn rất là ok. Và đây là độ sáng cao nhất 2800 lumen. Thật sự rất là rực rỡ. Đây tắt đi này. 2800 lumen. Một cái độ sáng phải gọi là rất ấn tượng. Tuy nhiên là đèn cũng nóng rất là nhanh. Đây mình cầm một chút thôi mà cái đầu đèn bây giờ nó nóng rất là khủng khiếp rồi. Chắc nó phải đạt tới khoảng tầm 50 độ hoặc là hơn. Thân đèn thì cũng bắt đầu thấy ấm ấm. Nhưng mà nếu mà trong những cái trường hợp cần độ sáng cao thì nó vẫn có thể duy trì cái mức này khoảng 1-2 phút. Sau đó thì các bạn là nên hạ nó xuống. 30 này, 150, 350, 1000 và 2800. Còn đây là nháy chốt. Nháy chốt này nó sẽ nháy ở 2500 lumen và rất là gắt. Những ai mà đứng ở phía đối diện kia nhìn phải cái nháy chốt này thì mù dở luôn đấy. Giờ là mình muốn dọi xa hơn một chút thì đầu tiên là 30 lumen này. Cái này thì không đủ mạnh để mà chiếu xa, 150. Vẫn thấy lờ mờ ở cái chỗ bậc thang kia. 350. Thấy rõ ràng hơn khá là nhiều rồi. Đây là 1000 này. Chiếu rất là tốt. Từ xa đến gần 1000 lumen là đáp ứng rất là đủ các nhu cầu sử dụng ở ngoài trời. Và bây giờ nhảy lên 2800 lumen. Một cái khả năng chiếu xa rất là ấn tượng với một cái đèn pin cỡ như này. Không có gì để mà chê nữa cả.
Nếu mà cái ánh sáng này nhiệt màu nó vàng hơn một chút thì phải nói là hoàn hảo, bởi vì mình là một người khá là thích cái nhiệt màu vàng. Ánh sáng phải nói là vô cùng là thực dụng, cân bằng giữa xa và gần. Trong cái bài viết chi tiết của mình về cái cây này ở trên blog để pin thì mình đã đo được cái thời lượng sử dụng thực tế của nó ở hai độ sáng, nó là 2800 và 1000 lumen, thì các bạn có thể vào đấy để xem chi tiết. Nhưng mà về cơ bản thì cái giá trị nhất của cây PD36R Pro này, hay là mặt bằng chung của những cái mẫu đèn pin cỡ này dùng pin 21700, đó là nó có khả năng duy trì cái độ sáng 1000 lumen trong một thời gian rất là lâu, có thể nói là sáng từ đầu cho đến khi hết pin mà cái độ sáng của nó không hạ quá là nhiều. Thì đây là cái điều mà không một mẫu đèn pin nào dùng một pin 1600 nó không có thể làm được. Đó là về cái hạn chế về kích cỡ của đèn, đèn nhỏ thì nó sẽ không tản nhiệt tốt được để mà duy trì 1000 lumen. Cũng như là cái viên pin 1650 ấy thì về cơ bản là nó chỉ có thể được thiết kế để mà duy trì cái độ sáng khoảng 400 lumen đổ lại trong một thời gian dài thôi. Còn nếu các bạn đã quyết đầu tư lên một cái đèn pin 21700 thì có thể dùng được cái độ sáng 1000 lumen đấy rất là lâu, và đó có thể coi là một cái độ sáng kiểu rất là chuẩn mực để chúng ta có thể sử dụng ở gần như là mọi tình huống ở ngoài trời. Và tổng kết lại thì sau khoảng gần 2 tuần sử dụng, gần như là ngày nào cũng dùng cái cây này, đặc biệt là buổi tối thì vẫn cầm nó đi dạo, thì mình có thể kết luận là cái cây Felix PD36R này thực sự là một cái đèn pin rất là tốt và toàn diện. Nếu như PD36R đời đầu đã tốt rồi thì cái cây này nó lại còn tối ưu hơn nữa, đặc biệt là ở cái khả năng là thao tác rất là nhanh gọn, chuyển đổi các mức sáng, nháy chốt các kiểu, tất cả chỉ bằng một tay thôi. Nó đem lại một cái trải nghiệm sử dụng phải nói là khác biệt hẳn so với cái kiểu giao diện sử dụng hai công tắc như này. Tất nhiên là cái kiểu này thì nó vẫn sẽ có cái giá trị riêng của nó thôi, nhưng mà cá nhân mình thì mình đánh giá rất là cao cái kiểu công tắc kép này, vừa có thể đáp ứng được tốt những cái nhu cầu sử dụng thông thường hàng ngày, lẫn là trong những cái tình huống kiểu chúng ta bị đe dọa thì có thể phản ứng và thao tác nó rất là nhanh gọn và chính xác. Sắp tới thì chắc là mình sẽ có một cái video để mà so sánh kỹ hơn về cái mẫu PD36R Pro này với PD36R đời đầu cũng như là Phoenix PD36 Tac. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.